Chó hoang cứu mạng nữ sinh bị ngất xỉu ở Trung Quốc. Hai chú chó hoang đã cứu một sinh viên đại học Trung Quốc sau khi cô gái này ngất xỉu và gục xuống tại khuôn viên trường, theo SCMP. Vụ việc xảy ra hồi đầu tuần này tại một trường đại học ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Nói với Sohu, nữ sinh họ Lưu cho biết cô bị kiệt sức do ảnh hưởng từ việc ăn kiêng và thiếu ngủ. Tôi tình cờ đến sân bóng rổ và ngồi xổm xuống để nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, mọi thứ trở nên tối sầm lại và tôi bất tỉnh, sinh viên kể lại. Một lúc sau, cô cảm thấy có hai con chó đang dùng mũi để đẩy phía sau mình. Cô cố gắng mở mắt nhưng bất thành, các con vật tiếp tục liếm vào mũi của Lưu. Khoảng một phút sau, cô tỉnh lại. Sinh viên năm nhất cho biết những con vật, gồm một con màu đen và một con màu vàng, đều là chó hoang mà Lưu chưa từng gặp trong khuôn viên trường trước đây. Chúng đã cứu mạng tôi. Sự việc lần này cho thấy mọi sinh vật đều có linh hồn. Nếu gặp lại những chú chó ấy trong tương lai, tôi sẽ tặng chúng thức ăn để báo đáp, cô chia sẻ. Sau khi tỉnh lại, Lưu đã quay video ghi lại hình ảnh hai chú chó và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 230 triệu lượt xem trên Weibo và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Một số tài khoản gọi những con vật cứu mạng Lưu là các thiên thần, loài chó hiểu cảm xúc con người. Bởi vậy, con người nên đối xử tử tế với chúng, một người để lại bình luận. Những câu chuyện về những chú chó cứu người không còn xa lạ trên mạng xã hội Trung Quốc. Năm ngoái, ba chú chó Alaska đã cứu một người đàn ông ở tỉnh Cát Lâm sau khi ông bị đột quỵ và gục ngã, 163.com đưa tin. Đoạn video được trích xuất từ camera an ninh cho thấy ban đầu, các con vật tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy khi chứng kiến chủ nhân ngã quỵ đột ngột. Nhưng sau đó, chúng nhận ra người đàn ông này gặp đau đớn và quay trở lại. Bé Alaska cố gắng gọi ông ấy dậy bằng cách kéo quần áo nhưng không thành công. Chúng liền chạy vào nhà, tìm con gái của người đàn ông và lôi cô xuống tầng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bố mình. Ngay lập tức, cô gái gọi xe cấp cứu và kịp thời đưa bố đi bệnh viện. Cùng năm 2021, khi một cặp vợ chồng dắt chó cưng đi dạo dọc bờ sông ở tỉnh Hồ Nam, con vật nhất quyết đi về phía một người phụ nữ gần đó. Hóa ra, cô đang chuẩn bị nhảy xuống nước để tự vẫn. Nhờ sự giúp đỡ của cặp vợ chồng này và những người qua đường khác, người phụ nữ đã được cứu giúp.